Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về tiết kiệm. Tiết kiệm là đức tính cần có của tất cả chúng ta. Vậy bản chất của tiết kiệm là gì? Tại sao nó lại quan trọng đối với con người đến vậy? Tiết kiệm là sử dụng hợp lý, không lãng phí hay bừa bãi các giá trị vật chất. Ai cũng hiểu tài nguyên trên trái đất không có gì là vô tận. Nước, than, dầu mỏ, khí đốt, dẫu có nhiều đến đâu mà không được sử dụng đúng cách, chắc chắn sẽ sớm cạn kiệt. Tương tự, khả năng tích lũy của con người cũng có hạn. Nếu không có dự tính lâu dài, ăn tiêu phung phí, chẳng mấy chốc ta rơi vào cảnh nghèo túng nợ nần. Bởi vậy, có thể khẳng định, tiết kiệm chính là nền tảng để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của mỗi cá nhân nói riêng cũng như xã hội nói chung. Vậy nhưng ngày nay, vẫn còn không ít kẻ sử dụng phung phí, thậm chí là tận thu tận diệt sản phẩm tự nhiên, không có ý thức giữ gìn, nâng niu tài sản chung của bản thân và nhân loại. Đồng thời, cũng có những người nhầm lẫn giữa tiết kiệm với ki bo, bủn xỉn, không biết cách cho đi dù chỉ một đồng. Là thế hệ trẻ nắm giữ tương lai của đất nước, chúng ta cần nói không với các hiện tượng tiêu cực này và bắt đầu thực hành tiết kiệm từ những điều nhỏ nhất, như tắt đèn khi ra khỏi phòng, vặn vòi nước thật chặt nếu không sử dụng. Bởi đúng như Benjamin Franklin đã nói, hãy cẩn thận với những chi phí nhỏ, một lỗ giò bé cũng có thể làm đắm cả con tàu.